Cổ tức, một từ vốn đã quen thuộc với người đầu tư, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu rõ về nó? Chúng ta cùng tìm hiểu xem cổ tức thực sự là gì và trường hợp nào cổ tức chỉ là một trò lừa không hơn không kém. Lưu ý, mình sẽ sử dụng khá nhiều thuật ngữ chứng khoán, đa phần sẽ là các thuật ngữ cơ bản. Những khái niệm phức tạp hơn sẽ được giải thích một cách ngắn gọn hết sức có thể. Nếu các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hãy comment bên dưới, mình sẽ đề cập lại chúng ở những bài viết sau. Bài viết là những kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình trong 8 năm tìm hiểu đầu tư tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng. Vì thế mà không thể tránh được các yếu tố chủ quan cũng như thiếu sót. Các bạn cứ góp ý thoải mái. Cuối cùng, tất cả các số liệu, mã chứng khoán được nêu trong bài viết chỉ mang tính ví dụ. Mình không quảng cáo, dìm hàng hay khuyến nghị đầu tư bất cứ mã chứng khoán nào. Dài dòng thế đủ rồi, hãy cùng bắt đầu thôi. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Cổ tức là gì? Sau khi thực hiện hoạt động kinh doanh và trừ hết các chi phí bao gồm thuế thu nhập, một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ được phân bổ lại cho những người sở hữu nó, những người nắm giữ cổ phiếu hay còn gọi là cổ đông. Phần lợi nhuận này được gọi là cổ tức. Có hai hình thức chi trả cổ tức chính là chi trả cổ tức bằng tiền và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chi trả cổ tức bằng tiền. Đây là hình thức mà doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán của các cổ đông. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khi một doanh nghiệp công bố tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền, tức là dựa trên mệnh giá cổ phiếu, tương ứng 10.000 đồng trên cổ phiếu, nếu tỷ lệ 10% đồng nghĩa cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Tiền cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho cổ đông. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đây là hình thức mà doanh nghiệp sẽ tặng thêm cổ phiếu cho cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu mà cổ đông đã sở hữu từ trước đó. Việc phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức thường sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu cũng như tỷ lệ nắm giữ của cổ đông. Nói là thường bởi vì đôi khi một phần lợi nhuận sẽ được dùng để tái đầu tư tăng vốn điều lệ. Phần vốn tăng thêm này sẽ được một số doanh nghiệp quy ra thành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông. Lấy ví dụ là Vinamilk ngày 29 tháng 9 năm 2020. Vinamilk quyết định chi trả cổ tức 20% dưới dạng cổ phiếu, tức cứ 5 cổ phiếu Vinamilk cổ đông nắm giữ sẽ nhận được thêm một cổ phiếu tặng thêm. Vậy, ý nghĩa của chi trả cổ tức là gì? Nếu đầu tư vào công ty khởi nghiệp được ví như đầu tư đất nền, bạn đợi nó tăng giá rồi bán, thì đầu tư công ty trả cổ tức như mua một căn nhà rồi cho thuê, bạn sẽ nhận được dòng tiền, cổ tức. Nhưng khác với bất động sản, bạn sẽ dễ dàng tái đầu tư khoản lợi nhuận này để tạo lãi kép trong tương lai. Ví dụ bạn mua 1.000 cổ phiếu công ty A giá 10.000 đồng, kết thúc một năm kinh doanh thành công, công ty quyết định chi trả cổ tức cho bạn là 10%, tức 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng bạn nhận là 1 triệu đồng. Bỏ qua việc đóng thuế cho dễ tính toán kèm với giả định là giá cổ phiếu không đổi, vẫn là 10.000 đồng cho một cổ phiếu. Thay vì chi tiêu cá nhân, bạn quyết định tái đầu tư 1 triệu đồng cổ tức để mua thêm 100 cổ phiếu nữa. Lúc này bạn sở hữu 1.100 cổ phiếu. Nếu năm tiếp theo công ty vẫn trả cổ tức là 10%, khi này cổ tức bạn nhận sẽ là 1.1 triệu thay vì là 1 triệu đồng như năm đầu tiên. Đó là chưa kể việc tăng giá của chứng khoán bạn sở hữu. Theo quan sát của cá nhân mình, hầu hết các công ty kinh doanh tốt đều chi trả cổ tức cho cổ đông. Như trên là lịch sử chi trả cổ tức của công ty Vinamilk từ năm 2012 tới năm 2021. Cũng là lý do khiến Vinamilk luôn là một cổ phiếu tốt để đầu tư lâu dài nếu mua được ở tầm giá tốt. Vậy thì làm thế nào để chứng nhận cổ tức? Thị trường chứng khoán có rất nhiều những nhà giao dịch, những người mua đi bán lại cổ phiếu để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Nhưng không phải ai cũng nắm giữ cổ phiếu cả năm như những nhà đầu tư giá trị hay những người thật sự muốn sở hữu và làm chủ doanh nghiệp. Vì thế, để nhận cổ tức, các cổ đông phải nắm giữ cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng. Hiểu đơn giản là ngày mà doanh nghiệp chốt danh sách các cổ đông để tiến hành chia cổ tức. Lý thuyết nhiều đó thôi là đủ rồi. Giờ mới đến mục mà mình nghĩ là các bạn đọc của mình thực sự quan tâm. Đó chính là cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu, cái nào sẽ có lợi hơn? Đây là câu hỏi phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn chính là khẩu vị đầu tư của từng người, thứ mà sẽ thay đổi dựa trên lứa tuổi và mục tiêu tài chính của họ. Tuy nhiên, theo cá nhân mình đánh giá thì sẽ phân loại như sau. Đầu tiên, trường hợp các công ty vẫn kinh doanh tốt nhưng cơ bản là không thể tăng trưởng do thị trường đã bão hòa hoặc bản chất mô hình kinh doanh không cho phép doanh nghiệp tăng trưởng thêm. Trong trường hợp này sẽ tốt hơn nếu doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, vì tái đầu tư nguồn tiền này sẽ không thể sinh lợi thêm nhiều. Ví dụ tiêu biểu của doanh nghiệp dạng này là Đầm Sen Nước. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh vẫn tương đối ổn định, tất nhiên là nếu không có dịch bệnh, vì gần như các đối thủ cạnh tranh trong phạm vi nội thành Sài Gòn
Water Park, công viên nước đại dương, công viên nước đại thế giới đều đã đóng cửa, còn Suối Tiên thì lại ở khá xa nội thành. Đầm Sen Nước không có quá nhiều cơ hội để tăng trưởng thêm ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí đầu tư để mở một công viên nước ở tỉnh thành khác thì quá cao, vì thế doanh nghiệp này thường lựa chọn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông hàng năm. Thứ hai, trường hợp các công ty vẫn còn tiềm năng mở rộng kinh doanh và có nhu cầu vốn tiếp tục phát triển. Khi này, nếu bạn nhận thấy việc doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư vào doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn là việc thu tiền mặt về để sử dụng cho những mục đích đầu tư khác, thì việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các doanh nghiệp dạng này sẽ có lợi hơn cho các nhà đầu tư. Ví dụ tiêu biểu của doanh nghiệp dạng này có thể nói đến là Vingroup. Bỏ qua những tranh cãi của cộng đồng đầu tư giá trị về doanh nghiệp này, không thể phủ nhận Vingroup có rất nhiều tham vọng cũng như thị trường để phát triển. Vì thế mà dù hiện tại là một trong những doanh nghiệp phát triển lớn nhất của Việt Nam, Vingroup vẫn đang không ngừng đầu tư để phát triển bằng việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, thậm chí gọi thêm vốn liên tục từ việc phát hành thêm cổ phiếu trái phiếu. Khi cổ tức là một trò lừa. Đây chắc là mục mà các bạn quan tâm nhất khi đọc bài viết của mình, đó chính là những điều mà cổ tức không nói lên được ở một doanh nghiệp. Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thầy của mình có nói một câu mà tới giờ mình vẫn tâm đắc: kiếm tiền nhiều rất quan trọng nhưng tiền đó từ đâu ra quan trọng không kém. Khi nhận cổ tức, bạn nghĩ doanh nghiệp đang dùng nguồn tiền nào để chi trả cổ tức cho bạn? Tất nhiên là lợi nhuận sau thuế rồi. Đúng, tuy nhiên bạn có thể chưa biết rằng một doanh nghiệp có tới 3 dòng tiền và cả 3 dòng tiền này đều sẽ góp phần tạo thành lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 3 dòng tiền này chính là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính. Cả 3 dòng tiền sẽ được báo cáo trong bản lưu chuyển tiền tệ, một phần rất quan trọng khác của báo cáo tài chính. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thể hiện dòng tiền doanh nghiệp kiếm được từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình. Đây là dòng tiền mà bạn sẽ muốn nó dương. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư thể hiện các khoản đầu tư, nhận tiền đầu tư cũng như lợi nhuận từ đầu tư của doanh nghiệp. Dòng tiền này thường sẽ dương lúc đầu khi công ty nhận đầu tư từ bên ngoài, âm trong giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu đầu tư và dương trở lại khi các khoản đầu tư của doanh nghiệp bắt đầu sinh lợi. Tùy vào doanh nghiệp mà ta sẽ đánh giá dòng tiền này, vì chắc chắn bạn sẽ muốn doanh nghiệp mình đầu tư vào sẽ tập trung chuyên môn của họ thay vì cầm tiền đi đầu tư những cái không đúng với mục đích ban đầu khi thành lập doanh nghiệp. Dòng tiền từ hoạt động tài chính là các khoản thu, chi từ các hoạt động liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu và các khoản vay của doanh nghiệp. Thường mình sẽ muốn mục này âm vì nó thể hiện là doanh nghiệp chỉ dùng tiền này cho hoạt động chi trả cổ tức chứ không đi vay bên ngoài. Thông thường, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cộng với dòng tiền từ hoạt động đầu tư là một con số dương. Khi này nếu bạn nhận cổ tức bằng tiền mặt thì cũng không có gì để nói. Nhưng sẽ ra sao nếu tổng của hai dòng tiền là con số âm và sau đó bạn vẫn nhận được tiền cổ tức của doanh nghiệp chi trả? Khi trường hợp đó xảy ra, rất có thể doanh nghiệp đang đi vay tiền để trả tiền cổ tức cho bạn. Hay lấy ví dụ từ báo cáo tài chính của tập đoàn bất động sản SLC. Bạn có thể thấy tổng lưu chuyển hoạt động kinh doanh và lưu chuyển từ hoạt động đầu tư trong báo cáo tài chính số để bên trong ngoặc là số chi tiêu, tức là số âm. Chúng ta có 2.157 tỷ trừ đi 2.215 tỷ bằng âm 58 tỷ, là một số âm. Tuy không còn tiền nhưng SLC năm 2018 vẫn chi trả cổ tức cho nhà đầu tư với tỷ lệ 3%, 300 đồng cho mỗi cổ phiếu và khả năng cao số tiền này được trích ra từ khoản vay 499 tỷ của tập đoàn này. Khi này có thể nói khoản cổ tức này không thật sự có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư giá trị như mình. Nó giống như kiểu bạn kinh doanh huề vốn sau đó đi vay tiền để tiêu xài vậy, chỉ có thể vỡ nợ sớm mà thôi. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khá tương tự như trường hợp chi trả bằng tiền mặt, nhưng bây giờ bạn sẽ có thêm một câu hỏi: liệu việc tái đầu tư vào doanh nghiệp có thật sự mang về nhiều lợi ích cho cổ đông hơn chia tiền mặt? Thật may mắn là để biết được câu trả lời cho câu hỏi này cũng không quá phức tạp. Cách mình đang sử dụng chính so sánh sự tương quan của hai chỉ số ROE, Return on Equity, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, và COE, Cost of Equity, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. Nếu ROE lớn hơn COE thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu ROE nhỏ hơn COE, điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp đang sử dụng vốn không hiệu quả và nếu cứ tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận sẽ chỉ gây hao mòn dần tài sản của nhà đầu tư. Khi này, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu thật sự không có ý nghĩa gì cả. Tại sao lại có trò lừa này? Có thể nói, đây là một thủ thuật nhằm tạo hình ảnh của một doanh nghiệp vững mạnh, đảm bảo được định giá của doanh nghiệp trên thị trường, hoặc đơn giản là áp lực của hội đồng cổ đông lên ban điều hành của doanh nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều doanh nghiệp mới hôm nào còn vững mạnh, hôm sau tuyên bố phá sản và bốc hơi một cách đột ngột. Thật ra tất cả đều được dự báo từ trước thông qua các báo cáo tài chính. Vậy, cổ tức của công ty có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn không? Hãy cùng thảo luận dưới phần bình luận nhé! Các bạn cũng đừng quên để lại cho một like và subscribe cho Spider Room nếu các bạn thấy bài viết này thú vị. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!